mua chục hả lẻ cô? Dạ. Mua chục hả? Anh uống ngay chỗ mà ở đâu mà ngon chưa được. Không phải rồi. Nè, tôi chỉ với anh nó tại chung một lần tôi bán vừa chợ tôi bán nó nhúng ống nước gì. Mà cái hậu của nó ngọt là hậu đắng. Phải không? Mà hậu đắng luôn phải không? Uống thôi, hậu nó đắng.